Ây dô thì hello và xin chào tất cả anh em. Thì lại là mình TK đây. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với tựa game Big Boss. Và số vốn hôm nay mình có là 706.000 nha anh em. Thì với cái số vốn như này thì hôm nay vào chơi quay thú thôi anh em ạ. Nhưng mà trước tiên thì phải vào con poker trên dưới để mà kéo vốn lên nha. Ok, 2 lít luôn nha anh em. Ok, trên nhẹ vét đây, quy về 2 thì làm lại thôi đi bạn. 4 nha, 4 thì lại lên trên này, ok, hấp nha anh em. Thì mình cứ túc tắc vài tay như này kéo vốn lên căng căng rồi chạy sang con quay thú anh em nha. Ok, làm lại nào. Ok, thì lên trên nhẹ phát nè. Ui, lại về 4 anh em ạ. Bây giờ để ý là bắt ở trên nó toàn chạy xuống dưới anh em ạ. Thôi thì gãy tay này làm lại tay khác cho anh em. Lại tiếp tục trên, lại về 8 anh em ạ. Ui, lên trên nha. Thôi về 3 thì chịu thôi anh em ạ. Xuống 4 làm lại thôi. Ok, 4 này, lên trên nhẹ phát nè. Lên trên thêm phát nữa nha anh em. Tay này liều lên trên phát nữa nha. Ui, lên được con ác ra anh em ạ. Mẹ chính cũng tư đấy. Ok, thì bây giờ chạy sang con quay thú thôi anh em nha. Có vẻ như là hôm nay trời còn thưa anh em ạ. Còn 70 nhưng mà kéo vốn lên được thì cũng tài rồi. Ok, thì vẫn như là mọi khi anh em nhé. Mới vào thì tiến hành soi cầu thôi. Ok, thì cầu thì chạy về con khỉ anh em nha. Ok, thì mới vào túc tắc nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Thì sau khi soi cầu mình quyết định sẽ bắt vào 4 cổng là công, én, thỏ và gấu nha anh em. Tại vì xác suất 4 cái cầu này về khá là cao đi em ạ. Thì mỗi cầu mình sẽ bắt xương xương 1-1 cho nó còn tròn 5M đi em nha. Ok, thì bắt xong rồi thì bây giờ chỉ việc tiến hành chờ đợi kết quả xem là nó chạy về đâu thôi nha anh em. Ok, thì chờ đợi là hạnh phúc thôi nha anh em. Còn hạnh phúc hay không phải chờ cái cầu này nó chạy về đâu rồi mới biết anh em ạ. Ok, để xem nào. Ok, cầu nó chạy rè rè, xác suất chạy về gấu rồi anh em nha. Thì tay này bỏ đi vốn cường thì ấp xương xương được 4-4 anh em ạ. Ok, thì tay đầu hấp nhẹ nhàng xương xương thấy cũng ấm rồi anh em ạ. Còn để nói về cái mẹo bắt cầu con quay thú này thì mình đã hướng dẫn anh em rất nhiều lần từ những video trước rồi nha. Thì cũng khá là lâu rồi mình chưa làm lại vì con quay thú này anh em ạ. Thế nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại anh em cách bắt cầu con quay thú này nha. Nhưng mà trước tiên thì để xong tay này với anh em. Thì tay này mình bắt vào 4 cộng với 8 ở cộng 3M và bonus cho con cá bắp trắng thêm 1M với anh em. Thì để xem tay này nó chạy về cái gì đây bà. Lý do anh bắt 4 cộng với 8 là do nó đen bệt với 8 nha anh em. Ok, từ tay này chạy về con một câu rồi anh em nha. Từ tay này bỏ đi hết vốn cược thì mình hấp lại xương xương được 11M nha anh em. Thì bây giờ tiếp tục quay lại với cái mẹo bắt cầu nha anh em. Thì cái cầu quay thú này nó chia làm hai loại cầu đi mà. Một là cầu bệt, cầu hai là cầu đều nha anh em. Thì khi mà anh em vào chơi thì anh em tiến hành mở cái cầu lên soi xem là cầu bệt hay cầu đều. Thì đối với trường hợp mà mình đang chơi thì nó là cầu đều nha anh em. Hầu như là xác suất bệt nó rất là thấp anh em ạ. Đối với cái trường hợp cầu đều thế này ấy, thì anh em thấy nó về con gì ấy, anh em tiến hành soi xem 4 con gần nhất nó về là 4 con gì nha anh em. Thì cứ thế mà tiến hành bắt theo thôi anh em ạ. Tại vì cái trường hợp mà cầu đều nó bẻ thì cũng khá là thấp anh em ạ. Còn đối với cái trường hợp cầu bệt, khi mà anh em mở cầu lên anh em soi cầu anh em thấy cầu bệt rồi thì anh em tiến hành bắt vào cái con mà nó vừa ra ấy, nếu nó có xác suất bệt với anh em. Và anh em tiến hành mở cái cầu lên soi xem 3 con gần nhất mà nó về là 3 con gì thì anh em tiến hành rào lại giúp mình nhé. Còn chuyện anh em bonus cá mập hay là cá mập vàng thì cái đấy là tùy anh em thôi. Ok, đây này là tiếp tục với công yến thỏ gấu nha anh em. Để xem là tay này nó chạy về cái gì anh em nhá. Thì tay này mình chỉ bắt xương xương mỗi cổng một củ năm thôi nhé anh em. Để xem nào. Ok, tay này xác suất chạy về con thỏ rồi nha anh em. Thì vẫn hấp thôi anh em ạ. Thì tay này bỏ đi hết vốn cược mình hấp xương xương được 3M nha anh em. Thì cũng không nhiều lắm anh em ạ. Thì chơi con này chủ yếu là anh em phải bình tĩnh để mà anh em soi cầu thôi nha. Chứ nhiều khi anh em gặp một hai tay bẻ, anh em bị cuốn lên, anh em đặt từ lưa thì tới đấy anh em lại toan. Thì cái cách mà mình hướng dẫn cho anh em bắt cầu ấy nó không phải là chuẩn 100% nha. Chứ mà nói về độ chuẩn thì chắc cũng tầm 80-90% anh em ạ. Thì tay này mình lại tiếp tục bắt vào 4 cổng là yến, công, đại bàng và gấu nha anh em. Thì mỗi cổng bắt xương xương 2M thôi anh em ạ. Ok, từ tay này xác suất chạy về công rồi nhớ anh em. Ok, từ tay này bỏ đi hết vốn cược thì lại hấp xương xương thêm 8M đi em nha. Thì hiện tại tổng số vốn của mình bây giờ đã lên là 35M6 rồi nha anh em. Thì cái vốn đầu của mình là 7 lít nhưng mà cái vốn đầu khi mà mình vào quay thú là 9M mấy nha anh em. Thì sau khi chơi con lật bài rồi thì mình mới vào. Thì hiện tại cũng lãi khá là cao đi mà. Thì nãy giờ mình thấy cái cộng X12 cũng ít ra anh em ạ. Nên là tay này bắt vào đại bàng, sư tử, con khỉ và con gấu nha anh em. Thì mỗi cộng bắt xương xương 2M anh em nha. Thì bây giờ tiếp tục chờ đợi xem là kết quả nó chạy về cái gì đây anh em ạ. Ok, để xem nào. Thì tay này xác suất chạy về đại bàng là 100% rồi anh em ạ. Không lệch đi đâu được rồi nha. Thì tay này bỏ đi hết vốn cược thì hấp đập 16M đi em nha. Đặt 8M nhưng mà hấp 16M thì quá ngon rồi anh em ạ. Thì xem mình chơi tới đây mà anh em nào cảm thấy có hứng thú thì anh em có thể tải game theo link ở phần mô tả và phần bình luận nhé. Sau đấy thì anh em tiến hành tham gia vào nhóm Telegram thì bên mình sẽ tiến hành check ID và tặng code cho anh em trải nghiệm từ 20k tới 100k nhé. Thì đối với cái code đấy thì anh em đánh thắng thì anh em có thể rút luôn nhé. Và tiền nó sẽ về tài khoản anh em trong vòng 2-3 phút. Nhưng mà anh em nào xác định chơi muốn ăn lớn thì anh em nên nạp nhé. Tại vì hiện tại thì bên Big Boss nó đang khuyến mãi nạp đầu cho anh em ấy. Thì anh em nạp 100k vào sẽ được cộng thêm 58k và nạp 1 triệu sẽ được cộng thêm 128k, rất là hời luôn anh em ạ. Với cả khi mà anh em nạp vào ấy thì anh em sẽ có vốn để mà anh em trải nghiệm nhiều con hơn. Còn cái code chủ yếu là để anh em trải nghiệm độ xanh chính của nó thôi. Thắng thì rút, còn thua thì không sao với anh em. Thì tay trước mình vừa bị bẻ anh em ạ, nên là tay này mình sẽ bắt nhẹ nhàng vào 4 cổng đó là chim trắng, con khỉ, con gấu và sư tử với anh em. Thì mỗi cổng bắt xương xương 5 lít thôi anh em ạ.
lâu lâu nhử cầu xem là nó còn bẻ được không với anh em. Ok, thì để xem nào. Ok, từ tay này lại tiếp tục bẻ anh em ạ, nó lại tiếp tục chạy về thỏ rồi anh em ạ. Thì cũng không sao anh em ơi, gãy tay này thì làm lại tay mới thôi. Hiện tại vốn của mình cũng đang khá là căng anh em nha. Thì mình cũng xin giới thiệu cho một số anh em vừa đến kênh và chưa biết, thì kênh của mình chuyên review và trải nghiệm tất cả các con game có trong nền tảng BitBot nha. Và nội dung những cái video mình đăng lên chủ yếu là để hướng dẫn anh em những cái mẹo, những cái thủ thuật để anh em có thể kiếm lãi từ con game này. Thế nên là xem tới đây mà anh em nào cảm thấy yêu quý mình hoặc là muốn biết thêm về những cái mẹo, những cái thủ thuật của con game này thì anh em có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Sau đấy thì anh em nhớ ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất từ kênh của mình nhé. Ui, thì tay này đặt về con thỏ nó lại bẻ sang con khỉ anh em ạ. Tay trước đặt con khỉ thì bẻ sang con thỏ. Thế này thì chịu rồi anh em ạ. Thì tay này là tay thứ ba mình bị bẻ liên tục anh em ạ. Thì cầu này rõ là cầu bẻ rồi anh em nhé. Thì sau có những con mà nó không về với nhau ấy, nhờ tới khi mình đặt thì nó lại về anh em ạ. Tay này thì làm lớn lại một tay anh em nhé. Thì tay này mình sẽ bắt vào 4 cổng yến khỉ thỏ gấu, mỗi cổng 4 m/s nha anh em. Tay này thì xác suất bẻ hầu như là không có anh em ạ, mình không tin là nó đã bẻ được mình hoài anh em ạ. Ok, để xem nào. Ok, thì tay này chạy về thỏ đi anh em. Có dứt thì một ô chạy về khỉ ra thì cũng không chết được anh em ạ. Thì tay này bỏ đi hết 4 cược thì lãi xương xương lại được 9 m/s nha anh em. Nhưng mà nếu tay này nó chạy về khỉ thì lại ngon hơn anh em ạ. Chạy về khỉ thì húp được 18 m/s nha. Ok, tiếp tục soi cầu và bắt lại tay mới thôi anh em nha. Thì sau khi mình soi cầu thì tay này mình quyết định bắt vào 4 cổng là khỉ công thỏ gấu nha anh em. Mình sẽ bắt vào cái dây của nó, mỗi cổng thì mình bắt về về 2 m/s anh em nha. Thì bây giờ lại tiếp tục chờ đợi kết quả xem lại chạy về cái gì thôi anh em ạ. Thì chờ đợi luôn là hạnh phúc mà anh em. Còn hạnh phúc hay không thì xong tay này mới biết được anh em ạ. Ok, thì để xem nào. Ok, thì tay này chạy về công rồi anh em nha. Thì tay này bỏ đi hết 4 cược thì húp xương xương được 8 m/s anh em nha. Thì bây giờ tổng số vốn của mình đã được nâng lên là 55 m/s mấy 56 m/s rồi nhớ anh em. Thì bây giờ mình cũng sẽ tiến hành eo và chốt lại nhẹ nhàng ở đây thôi nhớ anh em. Thì vốn đầu của mình là 7 lít thì hôm nay chốt lại xương xương 55 m/s 2 55 m/s 3 nhớ anh em. Thì video clip của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã lắng nghe và theo dõi. Tạm biệt tất cả anh em nha.